chơi trong đó hả? Qua wow, có bàn trang điểm nữa nè. Phòng khám thú y đó đi. Nó nhìn có trái chuối trong đây vậy. À bé mèo, xin chào. Bé mèo bị bệnh rồi, bây giờ chúng ta cần phải khám bệnh cho bé mèo nha. Em mèo đồ chơi. Đây là em chó. Khám bệnh hả hay sao vậy? Cái này đội vô cho em bé là để em bé lạnh đầu nè. Em bé mà chứ đâu phải em thở đâu. Cái gì? Đây là phòng khám bệnh hả? Có mặc áo ngược rồi, đây mẹ giúp con nè. Được không? Mẹ giúp đi nha. Có mặc ngược rồi, không có mặc được đâu. Cái này con phải cởi ra lại từ đầu. Rồi, cái tay con vô đây nè, đây, cái tay con nè, đưa vô đây nè. Đúng rồi, bên đây nữa. Rồi, ok. Lấy tay nghe nào. Cái này màu hồng nè nè, con xài được nè. Cái đó nó xúc ai, cái đó màu hồng nó cũng còn xài được đó. Rồi ok. Vậy chúng ta bắt đầu khám bệnh nha. Rồi. Chị ba bên đây nè. Ủa khám em hỏi bị bệnh gì vậy, coi có nặng không? Không hả? Có cứu được không bác sĩ? Đeo khẩu trang vô lại nữa hả? Để bánh nướng nữa đi. Chị ba đâu rồi?
Kìa kìa, ba làm nhà banh kìa đi. Ba đang đầu tụ nhà banh kìa. Sao để mẹ lấy nó ra cho, rồi bước vô. Rồi lại lại. Làm gì chồng vậy? Chị ba. Chị ba ơi, chị ba làm gì vậy? Kìa chị ba leo chảnh nó đi theo tiếng nhạc á đi. Thấy không? Bước lên nó có nổi nhạc đó. Con bước vô thử coi. Mẹ đi vô thử coi. Ấy da chùi. Dạ mình đi vô. Coi chừng té đó đi. Tụi con bước lên đi, nó nổi nhạc á. Úi chà. Đó thấy không? Chị ba đi bên đây nè, bên đây. Cái gì? Chị hàm nhúng hả? Giờ qua hàm nhúng chơi chị ba ơi. Bên đây nè. Ôi trời ơi. Rồi lên thảm nhúng kia đi. Lấy bạn heo nữa hả? Rồi mẹ lấy cho. Con lên với chị ba đi. Nè mẹ thảy lên nha. Nhảy xuống nè, hai ba mẹ nhảy xuống nè, mẹ quay gì nè. Ừ, tới chị ba nữa, chị ba nhảy nè. À, hay quá, bạn hay quá. Thôi mình qua đây đá banh đi. Đúng không? Mình qua đây đá banh đi. Chứ không muốn đi đâu. Đi ra đâu? Rồi, ra nó chơi đi, ừ.